AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về phân bón hữu cơ vi sinh cũng như về phân loại và ưu điểm của chúng đối với cây trồng qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về phân bón hữu cơ vi sinh là gì. Phân hữu cơ vi sinh là phân bón được tạo nên bằng cách phối trộn và xử lý các nguyên liệu hữu cơ như phân gia súc, gia cầm, rác thải, phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bằng cách cho lên men với các chủng vi sinh. Một loại phân hữu cơ vi sinh có thể chứa từ một đến nhiều loại chủng vi sinh vật có lợi. Tỷ lệ vi sinh trong phân hữu cơ vi sinh là 15% chất hữu cơ, rơm rạ, rác thải nhà bếp và lớn hơn hoặc bằng 1x106 CFU trên mg cho mỗi loại chủng vi sinh vật. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về phân loại phân bón hữu cơ vi sinh nhé. Có 7 loại phân hữu cơ vi sinh, đó là phân hữu cơ vi sinh cố định đạm, chứa các vi khuẩn hay các vi sinh vật có khả năng cố định nitơ từ không khí thành dạng mà cây trồng có thể hấp thu. Phân hữu cơ vi sinh phân giải lân, chứa các vi sinh vật có khả năng hòa tan các hợp chất phốt pho vô cơ khó tan trong đất thành dạng dễ tan. Phân hữu cơ vi sinh phân giải kali, silic, chứa các vi sinh vật có khả năng hòa tan các khoáng vật chứa silicat trong đất, đá để giải phóng ion kali và silic, giúp cây trồng dễ dàng hấp thu. Phân hữu cơ vi sinh phân giải chất hữu cơ, cellulo, chứa các vi sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ, bã thực vật, phân chuồng tươi như cellulo, chitin. Phân hữu cơ vi sinh ức chế các vi sinh vật gây bệnh, chứa các vi sinh vật có khả năng ký sinh, đối kháng hay tiết ra các chất có tác dụng ức chế các loại vi sinh vật gây bệnh cho cây. Phân hữu cơ vi sinh cung cấp khoáng chất, vi lượng, chứa các loại vi sinh vật có khả năng hòa tan si, Zn và tăng cường hấp thu các ion khoáng của cây. Phân hữu cơ vi sinh sản xuất các chất kích thích sinh trưởng, chứa nhóm vi sinh vật tiết ra các hormone sinh trưởng thực vật thuộc nhóm IAA, auxin, gibberellin. Kế đó là về ưu điểm của phân bón hữu cơ vi sinh. Nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản. Các chất, hợp chất, khoáng chất, vi lượng, NPK có đầy đủ trong phân bón giúp cây trồng tối đa hóa sản lượng. Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất khi sử dụng các loại phân có thành phần hữu cơ vi sinh. Hơn nữa, các dưỡng chất, vi lượng, vi sinh vật còn giúp cây trồng phát triển một cách ổn định, thuận theo tự nhiên, đem đến chất lượng nông sản vượt trội, không tàn dư các hóa chất độc hại như phân hóa học vô cơ, tăng cường sức đề kháng, chống lại sâu bệnh. Phân hữu cơ vi sinh giúp cây trồng chống lại một số loại sâu bệnh đặc thù trên cây bằng hai cơ chế: nâng cao sức đề kháng tự thân của cây trồng. Các hỗn hợp tinh dầu có trong phân hữu cơ có tác dụng ngăn ngừa các loại côn trùng, sâu bọ, bảo tồn, cải tạo môi trường đất. Các chất hữu cơ có trong phân vi sinh kết hợp với các chất hữu cơ trong đất tạo thành những cấu trúc vi sinh bền vững giúp chống xói mòn đất. Đây là một ưu điểm vượt trội mà không một loại phân hóa học vô cơ nào có được. Mặt khác, phân hữu cơ vi sinh còn có tác dụng khử phèn, khử chua, khử độc cho đất, độc vô cơ và hữu cơ, giúp nâng cao chất lượng đất. An toàn, linh hoạt trong sử dụng, ứng dụng công nghệ. Phân hữu cơ vi sinh không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cách sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với thiết bị công nghệ cao giúp giảm sức lao động chân tay, tăng hiệu quả phun. Đó là kết hợp với máy bay nông nghiệp không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân, xạ giống.
Sự kết hợp này giúp phân hữu cơ vi sinh được phân bổ đều, tăng hiệu quả phản ứng của phân bón mà không tốn nhiều thời gian. Cuối cùng, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách làm phân hữu cơ vi sinh. Bước 1. Xác định loại phân bón hữu cơ sinh học. Khi bắt đầu ủ phân thì cần chuẩn bị chọn mua loại chế phẩm vi sinh phù hợp với nhu cầu cây trồng và loại nguyên liệu. Bước 2. Chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Thùng chứa, thùng nhựa, thùng gỗ, thùng phải tương đối lớn và thoáng khí, hay tấm bạt lớn. Dụng cụ khuấy trộn nguyên liệu, gậy, cọc tre, len, xẻng. Nguyên liệu hữu cơ từ rác thải xanh trong sinh hoạt, phân vật nuôi và phế phẩm nông nghiệp. Bước 3. Lựa chọn phương pháp và môi trường lên men tốt nhất, nhằm giúp vi sinh vật sinh trưởng nhanh chóng và đáp ứng được chất lượng phân bón hữu cơ sinh học khi đưa vào canh tác, sản xuất nông nghiệp. Bước 4. Bắt đầu đưa tất cả các nguyên liệu vào thùng chứa để tiến hành ủ, rải từng lớp một xuống thùng ủ. Cứ mỗi lớp nguyên liệu là một lớp đất và lớp vật liệu, lá, rơm, vỏ trấu, lên trên. Thường xuyên theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và trộn đảo nguyên liệu để cung cấp đủ oxy. Bước 5. Sử dụng phân đã ủ cho cây trồng. Sau thời gian đủ tiêu chuẩn khoảng từ 30 ngày là có thể tiến hành khai thác và sử dụng. Phân thành phẩm, có màu nâu, vụn ra, giống mùn, có mùi đất. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.